Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Sử Toàn Thư. Quý vị thân mến, trải qua 46 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1976 đến năm 2022, quan hệ Việt Nam-Thái Lan đã phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, trở thành đối tác chiến lược, hợp tác hữu nghị toàn diện. Mới đây, khi đánh giá sức mạnh quân sự giữa các nước trong khu vực, không ai có thể ngờ rằng anh bạn Thái Lan đã dùng những lời lẽ này để nhận xét về quân đội Việt Nam. Thậm chí, anh bạn Thái Lan còn tiết lộ những vũ khí bí mật mà Việt Nam đang sở hữu khiến Đông Nam Á ngỡ ngàng. Vậy rốt cuộc Thái Lan đã tiết lộ bí mật chấn động nào về quân đội Việt Nam và Việt Nam đang sở hữu những vũ khí tối tân nào khiến nhiều nước phải e ngại? Quý vị hãy cùng theo dõi ngay sau đây nhé! Việt Nam và Thái Lan là hai quốc gia có quan hệ ngoại giao thân thiết, cùng là thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và các tổ chức tiểu vùng khác trong khu vực. Thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 8 năm 1976. Tuy nhiên, quan hệ song phương giữa hai nước chỉ bắt đầu khởi sắc từ sau chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Văn Đồng đến Thái Lan vào tháng 9 năm 1978. Trong giai đoạn 1979 đến 1989, do những bất ổn về chính trị của khu vực và thế giới tác động không nhỏ đến quan hệ Việt Nam-Thái Lan, khiến hai nước gặp khó khăn trong phát triển hơn nữa quan hệ chính trị ngoại giao. Đến đầu những năm 90 của thế kỷ 20, quan hệ Việt Nam-Thái Lan dần được cải thiện và không ngừng được củng cố, phát triển mạnh mẽ, nhất là sau chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư Đỗ Mười vào tháng 10 năm 1993 và sau khi Việt Nam gia nhập ASEAN vào năm 1995. Sự kiện đáng chú ý trong lịch sử quan hệ ngoại giao giữa hai nước được đánh dấu bởi tuyên bố chung về khuôn khổ hợp tác Việt Nam-Thái Lan tháng 2 năm 2004. Mới đây, không ai có thể ngờ rằng anh bạn Thái Lan đã dùng những lời lẽ này để nhận xét về quân đội Việt Nam. Thậm chí, anh bạn Thái Lan còn tiết lộ những bí mật vũ khí mà Việt Nam đang sở hữu khiến cả Đông Nam Á ngỡ ngàng. Vậy rốt cuộc, Thái Lan đã tiết lộ bí mật chấn động nào về quân đội Việt Nam? Việt Nam đang sở hữu những vũ khí tối tân nào khiến nhiều nước phải e ngại? Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu ngay sau đây. Ngược dòng lịch sử đúng 46 năm về trước, vào ngày 6 tháng 8 năm 1976, Việt Nam và Thái Lan chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, tạo cơ sở và tiền đề quan trọng cho việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Sau chuyến thăm chính thức Thái Lan vào tháng 9 năm 1978 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, quan hệ hai nước bắt đầu khởi sắc. Từ năm 1991, quan hệ hai nước ngày càng được cải thiện và phát triển mạnh, nhất là sau khi Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN. Năm 2004, hai nước đã tiến hành họp nội các chung lần thứ nhất. Đây là cơ chế hợp tác song phương tầm vĩ mô do Thủ tướng hai nước đồng chủ trì, đề ra các định hướng lớn trong quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước. Khuôn khổ cho quan hệ Việt Nam-Thái Lan bước vào thời kỳ phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết là khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược nhân chuyến thăm Thái Lan của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 6 năm 2013. Kể từ tháng 7 năm 2015, Việt Nam và Thái Lan đã trở thành đối tác chiến lược tăng cường. Cho đến nay, quan hệ hữu nghị và đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực. Hai nước đều khẳng định coi trọng và quyết tâm phát triển quan hệ đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan ngày càng sâu rộng, hiệu quả và thực chất trên cơ sở tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau, đôi bên cùng có lợi, ở các cấp và trên các lĩnh vực. Trong bối cảnh chịu tác động của đại dịch COVID-19, hai bên đã linh hoạt triển khai hiệu quả các cuộc tiếp xúc trực tuyến cấp cao và các cấp. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục là điểm sáng khi Thái Lan giữ vững vị trí là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN và là nhà đầu tư lớn thứ 9 vào Việt Nam. Hai bên nhất trí thúc đẩy triển khai các biện pháp tạo thuận lợi đi lại, đẩy mạnh giao thương, thúc đẩy phục hồi kinh tế sau đại dịch, phấn đấu được kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 25 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, kể từ khi trở thành đối tác chiến lược, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Thái Lan không ngừng phát triển tích cực, thể hiện sự tin tưởng lẫn nhau thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, giao lưu sĩ quan, đào tạo ngôn ngữ và hợp tác trên các lĩnh vực không quân, hải quân. Đặc biệt, các cơ chế đối thoại hợp tác giữa hai bên đã được thiết lập
từ các cấp chiến lược đến cấp triển khai và ngày càng phát huy hiệu quả. Trên cơ sở quan hệ chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng tin cậy, gắn bó quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan trong các lĩnh vực khác nhau như văn hóa, giáo dục, lao động, giao lưu nhân dân ngày càng được mở rộng và phong phú, đóng góp tích cực vào việc tăng cường hiểu biết, vun đắp thêm cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Không những vậy, Việt Nam và Thái Lan còn phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như Liên Hiệp Quốc, ASEAN, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, APEC, các cơ chế hợp tác tiểu vùng như Chiến lược Hợp tác Kinh tế Ayiwadi-Chao-Phraya-Mekong, ACMECS, Ủy hội Sông Mekong, MRC, Hợp tác Tiểu vùng Mekong Mở rộng, GMS, Hợp tác Mekong-Lan Thương, gắn kết phát triển Tiểu vùng Mekong với tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN, thúc đẩy tiến trình phê chuẩn và thực thi Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP. Không thể phủ nhận rằng, trong 46 năm qua, quan hệ Việt Nam-Thái Lan đã có những bước tiến vượt bậc, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Cùng là thành viên ASEAN, trong bối cảnh dịch COVID-19 phức tạp hiện nay, Việt Nam và Thái Lan càng cần phát huy hơn nữa những thành quả của mối quan hệ hữu nghị truyền thống gần nửa thế kỷ qua để cùng vượt qua khó khăn, hợp tác ngày càng thực chất, hiệu quả. Vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển chung của khu vực và thế giới. Mới đây, không ai có thể ngờ rằng anh bạn Thái Lan đã dùng những lời lẽ này để nhận xét về quân đội Việt Nam. Thậm chí, anh bạn Thái Lan còn tiết lộ những vũ khí bí mật mà Việt Nam đang sở hữu khiến cả Đông Nam Á ngỡ ngàng. Gần đây, Việt Nam đã sở hữu cua xe tăng chiến đấu chủ lực T-90S SK do nhà máy chế tạo khổng lồ Uravangol Zadov của Nga sản xuất. Mẫu xe tăng này phát triển từ xe tăng T-72 thời Liên Xô. Cả hai loại xe tăng đều có ngoại hình tương tự nhau, nhưng nếu đặt cạnh nhau, chúng ta sẽ thấy rõ ràng có điểm khác biệt. Ngay cả thân xe và tháp pháo cũng khác nhau. T-90 ban đầu được thiết kế để xuất khẩu. Tuy nhiên, xét về đặc điểm tổng hợp, vượt trội hơn đáng kể so với 72. Vì vậy, hiện nay, xe tăng loại này được cung cấp cho quân đội Nga bản T-90M. Và phiên bản sửa đổi T-90S SK là một trong những loại được cung cấp cho khách hàng nước ngoài. Vũ khí mạnh mẽ, hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại cho phép T-90S bắn trúng mục tiêu với độ chính xác cao vào mọi thời điểm và trong mọi điều kiện thời tiết khí hậu. Và điều này đã được chứng minh bằng thực chiến. Trang bị xe có pháo nòng trơn 125mm, súng máy 7,62mm và một súng máy phòng không 12,7mm. Hệ thống tự bảo vệ bao gồm thiết bị tạo khói tự động, giáp phản ứng nổ và vỏ thép dày có thiết kế khá phức tạp. Xe tăng có thể được trang bị thiết bị lái dưới nước, lưới ủi tự săn lấp mặt bằng, có thể gắn lưới kéo chống mìn trên đó. Trọng lượng chiến đấu 46,5 tấn, nặng hơn 4 tấn so với T-72. Động cơ turbo diesel V12 1.000 mã lực có khả năng tăng tốc xe lên 60 km/h, lượng nhiên liệu đủ hoạt động cho quãng đường 550 km. Xe tăng T-90SK chỉ huy trang bị thêm đài vô tuyến sóng ngắn, thiết bị định vị và la bàn pháo binh, thiết bị đặc biệt để đo góc. Lực lượng phòng không quân đội Việt Nam được trang bị hệ thống tên lửa phòng không di động S-300 PMU-1 SAM do công ty Asma Antey của Nga phát triển. Mặc dù thực tế, hệ thống này không phải là sản phẩm mới nhất, xuất hiện từ đầu những năm 1990, nhưng vẫn còn khá phù hợp trong điều kiện hiện nay. Được thiết kế để bảo vệ các mục tiêu quan trọng trước mọi loại vũ khí tấn công đường không. Có thể chống lại máy bay, tầm bắn tới 150 km, tên lửa hành trình chiến lược ở độ cao 6-100m, tầm bắn 28-38 km, tên lửa đạn đạo chiến thuật ở tầm bắn tới 40 km và các mục tiêu trên không khác bay với tốc độ lên đến 2.800 m/s. S-300 PMU-1 có khả năng hoạt động trong một cuộc tập kích đường không lớn, kể cả khi bị can thiệp điện tử dữ dội. Sử dụng đạn tên lửa phòng không 48N6E, tuổi thọ của hệ thống S-300 PMU-1 ít nhất là 25-30 năm và có thể gia hạn đáng kể sau khi đại tu. Hệ thống này dựa trên khung gầm MAZ 537 8x8 do Belarus sản xuất. Giống như bất kỳ quốc gia có biển nào khác,
Việt Nam buộc phải quan tâm đến việc bảo vệ bờ biển một cách đáng tin cậy. Và đất nước có phương tiện như vậy, hệ thống tên lửa chống hạm bờ biển K-300 Persian P của Nga được trang bị tên lửa chống hạm P-800 Yarkon, mã NATO SSN-6 Châu Bài. Persian cung cấp khả năng bảo vệ đáng tin cậy chống lại tàu mặt nước đối phương ở khoảng cách đáng kể so với bờ biển. Tên lửa Yarkon siêu thanh bay với tốc độ lên đến Mach 2,5, 680 đến 750 m/giây hoặc 2.500 đến 2.700 km/giờ, tầm bắn tới 300 km, có thể vượt qua các hệ thống phòng không hải quân mạnh mẽ, tiếp cận mục tiêu từ hướng bất ngờ nhất. Tổ hợp có khả năng tấn công từ sâu trong lãnh thổ, hoạt động gần như theo chiến thuật du kích, khai hỏa, bắn một loạt đạn, nhanh chóng di chuyển vị trí và các tên lửa tự tìm diệt mục tiêu. Thời gian triển khai tổ hợp và vị trí bắn không quá 5 phút, có thể bắn loạt tới 12 tên lửa cùng lúc. Cuối cùng, Persian P còn có thể được sử dụng để tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất. Việt Nam là nước duy nhất ở Đông Nam Á sở hữu hệ thống tên lửa tác chiến, chiến thuật 9K72 Airbus OTRK với tên lửa đạn đạo một tầng nhiên liệu lỏng R-17E, R-300, mã NATO SS-1C Scoop BC được phát triển tại Liên Xô. Tên lửa này hoạt động từ đầu những năm 1960, tham gia nhiều cuộc chiến tranh cục bộ trên thế giới. Nhưng ngày nay, Airbus bị coi là đã lỗi thời. Không sớm thì muộn, Việt Nam sẽ phải nghĩ đến việc thay thế bằng vũ khí hiện đại hơn. Và Nga có thứ gì đó để cung cấp cho đối tác truyền thống, phức hợp Iskander-E. Một bệ phóng mang theo hai tên lửa độ chính xác cao cùng một lúc. Xét về tầm phóng, Iskander-E không thua kém cựu binh Airbus. Còn về độ chính xác và tốc độ triển khai thì vượt trội hơn hẳn. Quý vị thân mến, quân đội Việt Nam đang sở hữu trong tay dàn vũ khí cực kỳ hiện đại và hùng hậu, đủ để sức mạnh quân đội ta vươn tầm trong khu vực. Đầu tiên đó là xe tăng T-90S SK, hệ thống tên lửa phòng không di động S-300 PMU-1 SAM, hệ thống tên lửa phòng chống hạm bờ biển K-300, hệ thống tên lửa tác chiến chiến thuật 9K72 Airbus. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!